Em tên là Thanh Hoài. Thanh Hoài, Hoài năm nay bao nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay em 23 tuổi ạ. 23 tuổi. Dạ. Anh Linh ơi, bên này á Thanh Hoài 23 tuổi của em á nha, em nói anh nghe nha. Tướng là y như là siêu mẫu luôn. Anh rồi. Nhìn là anh choáng liền, anh muốn nhìn em anh phải ngước lên là ngước lên cao. Đúng rồi, siêu mẫu bây giờ mỏng lắm đúng không? Siêu mẫu luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ gặp chàng trai chúng ta cái đã. Xin mời chàng trai xuất hiện. Hello. How you fight and kill sit up liền. Gì vậy Linh? Nó chơi cho vui thôi. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Hồ Đức Lập. Hiện nay em 24 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đức Lập? Dạ. Đức Lập có cằm trẻ nha. Cái này là trẻ thiệt hay là mình tự trẻ vậy? Dạ, cái này là trẻ từ trong bụng mẹ trẻ ra. Còn trẻ chỗ nào nữa không? Dạ chỉ có cái cằm thôi chị. Ôi vậy hả? Trẻ tùm lum là chết luôn à. 24 tuổi. Dạ. Hình như bạn cũng hơi già trước tuổi à. Dạ đúng rồi. Tại vì em sống tự lập từ nhỏ. Tự lập? Dạ. Sống một mình hả? Còn nhỏ 10 tuổi là em sống một mình ở dưới quê, là sống tự lập, ở nhà là tự lo mọi việc hết. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở ngoài miền Trung, ở Quảng Bình á. Quảng Bình? Dạ. Quảng Bình quê ta ơi. Dạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vô đây khoảng được 14 năm rồi. Từ xưa giờ sống một mình? Dạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ hiện em đang là nhân viên hành chánh của công ty khai trí ở bên quận 7 ạ. Bạn làm văn phòng? Dạ đúng rồi ạ. Rồi Hoài ơi, hiện giờ công việc của Hoài là gì nè? Hiện tại em là chuyên viên xuất nhập khẩu, bên giấy tờ và hồ sơ mọi về thủ tục về nhập khẩu. Có nghĩa là mình cũng làm văn phòng luôn, mình giấy tờ luôn vậy. Dạ. Có một sự tương đồng giống nhau rồi Linh nha. Hai người làm văn phòng hết. Nhưng mà Hoài nè, rồi ở trong chỗ làm của em nó xuất nhập khẩu thì chị nghĩ cũng có nhiều nhân viên nè, rồi tiếp xúc cũng nhiều người nè, mà em vẫn chưa tìm được một người nào cho riêng mình sao? Những phòng của em thì toàn là các anh không à? Thì các anh là dạ. Nhiều cơ hội đó. Các anh là ngon rồi. Các anh là ngon rồi. Nhưng mà các anh toàn có vợ, có người yêu hết rồi chị. Thế rồi vậy ở nhà có hối thúc em trong cái chuyện lập gia đình lắm không, hay là cứ nghĩ là đi làm cái đã? Dạ không, ba mẹ em cũng dục miết chị. Dục dạ. Miết luôn hả? Bên kia dục hả? Bên kia dục lấy chồng rồi đấy. Dục miết dạ. Luôn. Bên đây sao đây? Dạ, dự định sắp tới của bạn là gì? Hiện tại thì em đang làm công việc của công ty, nhưng mà em dự định sau này là em sẽ mở một quán ăn. Tự em làm chủ rồi sẽ học làm đầu bếp luôn. Hiện tại em có thể nấu ăn được, cho nên là dự định tương lai của em. Nấu ăn được? Dạ đi chợ, được. Từ giờ nấu ăn được. Tự đi chợ luôn? Dạ. Hay quá vậy, ta chắc là nấu ăn ngon lắm nè. Nghe anh bên kia nói thì em khoái rồi đấy. Hơi bị khoái rồi hả? Mỗi người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Nói chung thì ai chẳng thích trai đẹp. Rất là thật tình. Chị rất là thích em. Mình thích sao mình cứ nói thẳng thắn như vậy. Em gái ơi, em Thanh Hoài ơi, cho anh Linh hỏi nè, em nói rằng gái ai mà chẳng thích trai đẹp đúng không? Nhưng nếu gặp trai đẹp mà hơi điệu đẻo chút đồng ý không? Mình đều lại anh. Ôi trời ơi. Công nhận bạn bên kia hay rồi nha, cá tính à. Bây giờ cái chính là bên đó có đẹp trai hay không, mà muốn biết vậy thì bên đây sẽ qua coi. Đây ngon, chắc chắn ngon. Ngon, tôi mà tôi nghe cái gì mà trẻ là tôi nghi ngờ lắm á. Bây giờ em cứ ngồi yên đây bình tĩnh. Dạ. Để chị qua xem. Chị coi là có đạt cái chuẩn của chị em mình không, chứ chị là cũng thích đẹp trai lắm. Dạ. Hả chị? Trời ơi, trẻ dữ vậy. Cái này giống như là mình sáng nay có lấy chút lộ nghẹ rồi trẻ vô đây vậy đó, cho nó ngồi làm như muốn khoe cái cằm trẻ cái rờ rờ gì hoài. Không có râu mà tự nhiên có râu. Nhưng mà nói nghe nè, chị nghĩ là em nên xóa cái mục ruồi ngay đây đi. Tại vì đàn ông á, mục ruồi ở gần gần khu vực mắt á, người ta nói là mục ruồi trích lệ, là hay khóc lắm. À bây giờ không lẽ giờ mình rủ người ta đi chơi 10 lần người ta không đi rồi mình khóc? Không. Kỳ lắm á nha. Vậy là chị thấy không được rồi đó. Các tường qua thấy cũng chấm rồi đó. Tôi coi tướng đàng hoàng chứ bộ. Trời nhưng mà giờ anh hỏi em nè, nãy bạn kia nói mẫu người yêu rồi, bây giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của em là người như thế nào? Nói chung là bạn ấy hiền, biết qua yêu thương, quan tâm, chia sẻ, như đó là đủ. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Vậy thì tôi nghĩ rằng bạn đã có rất nhiều người yêu, chắc chắn là phòng bạn sẽ có nhiều đối tượng như vậy. Dạ không, em không có, cho nên là em mới tới đây, chứ nếu mà có rồi thì em đâu tới đây để tìm hiểu. Chính xác. Đừng có nói tới đây kiếm thêm nha. Không có. Em một, chỉ một là một thôi, chứ không có hai là hai đâu. Chỉ một là một đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc chưa? Chắc. Chắc tôi đi coi giùm cho nha. Dạ. Thề đi. Thề em.
Ông mà có người khác tôi cạo đầu ông đó nha. Coi bên kia có trẻ không? Làm gì em chớp mắt với anh dữ vậy? Em chớp không chừng anh chọn à. Sao anh thấy sao? Thì giống người mẫu không? Ở bên đây cũng có trẻ mà trẻ mấy? Mấy trẻ lên tới đây nè. Nãy giờ tôi tưởng đâu kính cổng cao tường lắm, đâu có đâu, nguyên hàng rào để hở luôn. Hấp dẫn lắm. Dạ. Dễ thương. Sao bạn thấy hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Bây giờ gặp nha. Nè, tôi nói bạn nghe, tôi có góp ý nhỏ nhỏ nè. Bạn gặp phụ nữ á, bạn đừng có nhìn lên về hoài. Nói chuyện người ta cứ nhìn lên về hoài, tôi tưởng mình chảnh. À, phải nhìn thẳng vô mắt đàng hoàng nha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi mà. Rồi gặp. Rồi chúng tôi chuẩn bị. Không biết nói gì chị ơi. Không biết hỏi gì hết. Đi, tiếp tục đi. Bạn thấy mình sao? Trời ơi. Gì vậy trời? Làm gì sao vậy? Bạn giờ sao tâm lý sao? Ổn anh... không? Nhìn lên không nhìn, giờ nhìn xuống rồi kìa. Trời. Không cho người ta nhìn lên chi, người ta nhìn xuống. Hết thời gian. Bây giờ hai đã hết rồi, trao đổi xong hết rồi, nhìn ngắm nhau cũng xong hết rồi, đẹp trai đẹp gái gì cũng thấy hết rồi. Bây giờ các bạn có 3 tiếng đếm của anh Quyền Linh thôi. Đây là những khoảnh khắc hết sức là quan trọng đối với hai bạn. Nhấn nút hay không nhấn nút? Suy nghĩ cho kỹ nha. Tính cho kỹ nha. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Trời, có tặng quà không vậy? Cái đó gì vậy bạn? Nãy giờ sao anh không phát hiện hả? Giống không phát hiện đâu mà hay vậy? Dạ, cái này là tranh làm việc cát hả chị? Dạ, là tranh cát hả? Dạ. À, lý do tại sao bạn tặng cái đó bạn gái? Dạ thì tại vì khi hồi xưa có đây khoảng 2 tháng thì công ty em tổ chức đi du lịch ở ngoài Phan Thiết á. Ừ. Thì em cũng dự định là mua một món quà về để đó. Sau này mình tìm được một người nào đó hợp với mình tặng cho người đó đem quà. Gì vậy? Chưa có đối tượng luôn mà chuẩn bị quà sẵn. Phải, nói chơi vậy thôi. Nói chơi chứ bữa mua tính tặng cô kia. À mà cô kia có không có được. Bỏ đi rồi. Không có thiệt tình gì hết chứ. Phải không? Không có, không có. Tôi nói chơi tôi cài thôi chứ không có đâu nha. À, lý do tại sao bạn đồng ý nhấn nút để hẹn hò? Dạ tại vì em thấy một số quan điểm của bạn thì giống ý của em cho nên là em thấy hợp cho nên là em chọn bạn. Còn em, tại sao em đồng ý chọn bạn trai kế bên? Dạ, em ấn tượng với những người bạn trai biết nấu ăn lắm chị. À, ấn tượng với những người bạn trai biết nấu ăn? Dạ. Chỉ biết nấu ăn thôi là được rồi. Dạ không, với ai thấy anh ấy cũng hiền hiền. Em chỉ bắt nạt. Hiền không? Em dễ bắt nạt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nắm tay nhau để chúc mừng buổi gặp mặt đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Làm đi bộ đội với bắt tay. Nắm tay. Nắm vô. Sát được rồi. Rồi vậy bây giờ mời hai bạn chờ một tí nữa để chúng ta tham gia vòng quay may mắn để xem có nhận được những phần quà từ Toshiba hay không. Mời các bạn.